Văn Quyết cài người rất hay. Bóng không tới vị trí Thành Trung nhưng vẫn đang là cầu thủ Hà Nội. Pha bóng mạnh của Hoàng Thịnh với Đồng Dũng và thẻ phạt đã sẵn sàng. Trên sân thì Hùng Dũng đang tỏ ra đau đớn. Cứ mỗi một pha bóng như thế này xảy ra với các tuyển thủ quốc gia thì đều khiến cho huấn luyện viên Park Seo sẽ rất lo lắng. Đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vào tháng 6. Ông cùng đội ngũ cộng sự vẫn đang di chuyển ở khắp các sân đấu để kiểm chứng các cầu thủ. Đây là một pha bóng quá nguy hiểm của Ngô Hồng Thịnh. Trọng tài đang cầm trên tay một chiếc thẻ vàng. Nếu nhìn vào góc quay vừa rồi thì đó hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Có thể đó là một trong những nguyên nhân đã khiến cho cầu thủ Hà Nội vào lúc này đang phản ứng tương đối quyết liệt khi chứng kiến người đồng đội của mình phải đón nhận một pha bóng như vậy. Ở trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 1 thì Hùng Dũng cũng đã phải nhận một chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần. Sau khi trở lại thì anh đóng góp khá nhiều trong 2 thắng lợi liên tiếp ở vòng đấu thứ 3 và thứ 4. Trận đấu đang phải gián đoạn. Bruno đã gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Và bây giờ thì tới lượt Đỗ Hùng Dũng, để lại sự lo lắng với các cổ động viên của đội bóng thủ đô. Góc quay cận của tiếng va chạm vừa rồi có lẽ là thứ mà chúng ta sẽ không muốn chứng kiến lại lần thứ hai. Lê Tấn Tài cũng đã sẵn sàng. Có vẻ như là đôi chân của Đỗ Hùng Dũng đã phải được các bác sĩ nẹp lại ngay trên mặt sân Thống Nhất. Pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh và đang khiến cho số 88 của câu lạc bộ Hà Nội gần như không còn cơ hội để tiếp tục cuộc chơi ngày hôm nay nữa và cả những vòng đấu tiếp theo.